Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này thì kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực đường dẫn đi vào khu du lịch Đại Nam. Ngày hôm qua thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến các bạn những hình ảnh phía bên trong khu du lịch Đại Nam. Và bữa nay thì gửi đến các bạn những hình ảnh từ khu vực bên ngoài đường đi vào khu cổng khu du lịch Đại Nam. Phía bên tay phải màn hình các bạn là khu bức tường thành. Bức tường thành này là một trong những khu vực được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam đó quý vị. Sát bên khu bức tường thành này là trường đua. Sau khi đi qua khỏi khu bức tường thành thì lúc này cần nói cái tôi đã có mặt tại khu du lịch Đại Nam, đường đi vào cổng chính. Và bữa nay thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến các bạn một số hình ảnh tại khu vực Kim Điện, khu phía bên trong khu du lịch Đại Nam, cùng chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tại khu du lịch Đại Nam. Từ đây các bạn đi về cổng chính để đi vào tham quan khu du lịch Đại Nam là khoảng 100m quý vị. Khu du lịch Đại Nam là một khu du lịch được xác lập kỷ lục với 6 kỷ lục quý vị, như kỷ lục khu du lịch có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, khu du lịch có bức tường thành dài nhất Việt Nam, có đền thờ lớn bậc nhất Việt Nam, có núi nhân tạo dài nhất Việt Nam, có biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam và mô hình vườn thú đầu tiên tại Việt Nam. Bữa nay thì gần đây tôi thấy cũng không có đông du khách lắm quý vị. Thời tiết lúc này ở bên ngoài mà kênh Đồng Nai của tôi đo được là 32 độ C, trời đang âm u. Tiếp theo thì kênh Đồng Nai của tôi xin mời các bạn cùng nhìn ngắm một số hình ảnh toàn cảnh khu du lịch Đại Nam từ trên cao mà kênh Đồng Nai của tôi quay cách đây hơn một tháng.
Sau khi quý vị tham quan những hình ảnh từ trên cao thì lúc này cân đồng Nai của tôi đã có mặt ở phía bên trong khu du lịch Đại Nam, hướng gần khu cột cờ quý vị. Thế cột cờ này cũng là một trong những biểu tượng ngay cổng chính đi vào khu du lịch Đại Nam. Ở đây có hai con rồng rất là lớn quý vị. Một con rồng phía bên đây và phía bên đối diện con rồng này là một con nữa, rất là lớn. Tại ngay khu vực cột cờ, quý vị có thể nhìn thấy là ngay trước màn hình quý vị là hình tượng của Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhắc lại sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, sự tích 100 trứng, 50 con lên rừng và 50 con xuống biển. Không gian tại khu du lịch Đại Nam thì rất là rộng quý vị. Và trong đây đa số là chúng ta đi phương tiện bằng xe buýt. Giá vé đi xe buýt là 20.000, mình đi hết toàn cảnh khu Đại Nam luôn nha quý vị. Phía bên ngoài ngay chỗ cái cổng đi vào cũng có hai con rồng ha quý vị. Bữa nay thì cân đồng Nai của tôi thấy khách tham quan cũng không có đông. Hai con rồng quá đẹp luôn là quý vị. Ở phía trên đây có chữ Đại Nam Văn Hiến. Ở đây ngay phía bên tay trái màn hình quý các bạn có một bức tượng Phật đang ngồi ở trên biểu tượng hình con rắn hổ mang quý vị. Cân đồng Nai của tôi được biết là khu du lịch Đại Nam được mở cửa chính thức vào ngày 11 tháng 9 năm 2008. Thường thì giờ mở cửa là vào giấc 7 giờ cho đến 17 giờ buổi chiều hàng ngày. Bức tượng quý vị thấy thiết kế giống như ở trên đây là một cái nón lá vậy quý vị. Để cân đồng Nai của tôi zoom sát cho quý vị xem. Ngay góc khu ghế đá này giống như có các bức tượng Phật La Hán quý vị. Bức tượng được chạm khắc bằng đá màu trắng. Tiếp tục thì cần là tôi sẽ di chuyển vào khu chánh điện. Khu chánh điện thì có một diện tích rộng khoảng 9 hectare quý vị.
và cửa chính hướng về Hoa Viên Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây cũng là nơi diễn ra các lễ hội tầm cỡ quốc gia. Tiêu biểu là phải kể đến việc chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak cùng với các màn trình diễn đặc sắc vào các dịp đại lễ đó quý vị. Phía bên trong đây là các cái tượng Phật. Lâu lâu thì quý vị thấy có những chiếc xe điện chạy vô chở du khách á. Đường bên phía bên đây là mình đi vào chánh điện này, cái cổng chính này. Cái cổng chánh điện được làm bằng gỗ rất là tinh xảo quý vị. Nguyên một cái khu này rộng khoảng 9 hecta. Phía bên ngoài đây là khu đài phun nước. Nguyên một cái bồn giống như một cái bùng binh phun nước quý vị. Vào trong đây tham quan có những chiếc xe điện đi cũng rất là tiện. Phía trong đây thì cần đồng nam kia tôi thấy là có những khu trồng rất là nhiều những cây dừa. Đây không gian nó rộng quý vị. Mình quay phim nó nhìn nó thoáng. Nhìn thấy khung cảnh kiến trúc ở đây thấy đẹp quá quý vị. Phía xa xa quý vị thấy là bầu trời ngày hôm nay là mây rất là nhiều, bầu trời xanh. Tiếp tục thì hôm nay của tôi mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào tham quan phía bên trong chánh điện. Khu vực gọi là kim điện đó quý vị. Ở đây phía bên trong được ốp vàng rất là đẹp quý vị. Cần đồng này của tôi được biết là phía bên trong đây có cả phần xá lợi Phật quý vị. Và một cái loại hoa mà mấy trăm năm mới nở một lần. Vào đây trước tiên thì quý vị chúng ta sẽ phải lồng cái vớ vô giày hoặc là dép, sau đó mình đi vào tham quan được. Quý các bạn mà bước vào bên trong sẽ thấy khung cảnh choáng ngợp luôn. Tượng xá lợi Phật nằm ở trước màn hình quý vị. Ở trong đây nó hơi tối cho nên là nhiều khi quý vị nhìn những hình ảnh nó bị thiếu sáng, mình quay nó hơi bị giật, quý vị xem clip thông cảm nha. Ở phía bên trong quý vị thấy là rất là hoành tráng, rất là lớn luôn quý vị.
Nhìn cách thiết kế kim điện này nhìn rất là hoành tráng quý vị. Bên đây là đền thánh Trần Hưng Đạo. Góc chỗ này là mẹ hiền Âu Cơ quý vị, quốc mẫu Âu Cơ. Nhìn những cái lư nè, được chạm khắc rất là tinh xảo. Chỗ này là tượng Đức Phật thời nhỏ đấy quý vị, mình có thể múc gáo nước tắm Phật. Những bức tượng được mạ vàng quý vị thấy không? Rất là đẹp. Nhìn những cái lư nhang thôi mà thấy quá trời là cái phần chạm trổ điêu khắc. Phía trên thì có biểu tượng vua Hùng quý vị. Bên đây là đền thờ Trần Nhân Tông. Xuống dưới đây là vua Hùng đấy quý vị. Và ngày hôm nay thì kênh này của tôi gửi đến các bạn một số hình ảnh mới nhất về khu du lịch Đại Nam. Đến đây thì kênh này của tôi xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như bạn yêu mến kênh Đồng Nam của tôi, các bạn có thể ấn một đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nam của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.